Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay chúng ta cùng học môn ngữ văn lớp 8 sách Chân trời sáng tạo bài 1. Và trong video hôm nay chúng ta học phần văn bản 1 trong lời mẹ hát của tác giả Trương Nam Hương. Trải nghiệm cùng văn bản. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước. Chồng chành nhịp võng ca dao, con gặp trong lời mẹ hát. Cánh cò trắng rải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Khóm trúc lùm tre huyền thoại, lời ru vẫn vít dây trầu. Vầng trăng mẹ thời con gái, vẫn còn thơm ngát hương cau. Con nghe thập thình tiếng cối, mẹ ngồi giã gạo ru con. Lạy trời đừng giông đừng bão, cho nồi cơm mẹ đầy hơn. Con nghe dập dờn sóng lúa, lời ru hóa hạt gạo rồi. Thương mẹ một đời khốn khó, vẫn giàu những tiếng ru nôi. Áo mẹ bạc phơ bạc phếch, vải nâu bục mối chỉ sờn. Thương mẹ một đời cay đắng, sao lời mẹ vẫn thảo thơm. Thời gian chạy qua tóc mẹ, một màu trắng đến nôn nao. Lưng mẹ cứ còng dần xuống, cho con ngày một thêm cao. Mẹ ơi trong lời mẹ hát, có cả cuộc đời hiện ra. Lời ru chắp con đôi cánh, lớn rồi con sẽ bay xa. Rồi trước hết là chúng ta vào phần liên hệ. Khổ thơ này, tức là khổ thơ 1, gợi cho em nhớ đến những câu hát ru nào? Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, chồng chành nhịp võng ca dao. À, khổ thơ này gợi cho em nhớ đến những câu hát ru. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh. Tiếp theo là các em sang phần suy luận. Rồi, khổ thơ cuối. Mẹ ơi trong lời mẹ hát, có cả cuộc đời hiện ra. Lời ru chắp con đôi cánh, lớn rồi con sẽ bay xa. Điều mà con nghe được trong lời mẹ hát ở khổ thơ này có gì khác biệt so với 7 khổ thơ trước đó? À, nếu như 7 khổ thơ trước là vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu quê hương được thể hiện qua lời mẹ, thì sang đến khổ thơ cuối, lời ru của mẹ là lời động viên để con biết phấn đấu, biết nuôi dưỡng ước mơ, đam mê, và đó là động lực lớn để người con cố gắng. Suy ngẫm và phản hồi. Một, xác định thể thơ của bài thơ. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, chồng chành nhịp võng ca dao. À, ta thấy câu thơ nào cũng gồm 6 chữ đúng không? Con gặp trong lời mẹ hát, cánh cò trắng rải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Rồi, các em biết là thơ 6 chữ là thể thơ mỗi dòng có 6 chữ. Còn thơ 7 chữ là thể thơ mỗi dòng có 7 chữ. Mỗi bài gồm nhiều khổ, mỗi khổ thường có 4 dòng thơ và có cách gieo vần, ngắt nhịp đa dạng. Ở đây mỗi khổ có 4 dòng thơ này. Như vậy, thể thơ của bài thơ này là thể thơ 6 chữ. Thể thơ của bài thơ là thể thơ 6 chữ. Hai là các em vẽ sơ đồ bố cục của bài thơ. Nét độc đáo của cách bố cục ấy là gì? Khổ 1 và khổ 2. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, chồng chành nhịp võng ca dao. Con gặp trong lời mẹ hát, cánh cò trắng rải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh.
Như vậy khổ 1 và khổ 2 là lời ru của mẹ chứa những kỷ niệm tuổi thơ. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào. Rồi con gặp trong lời mẹ hát, cánh cỏ trắng rải đồng xanh. Như vậy là lời ru của mẹ chứa những kỷ niệm tuổi thơ. Các khổ thơ từ khổ thơ 3 đến khổ thơ 7. Khóm trúc lùm tre huyền thoại, lời ru vẫn vít dây trầu. Vầng trăng mẹ thời con gái, vẫn còn thơm ngát hương cau. Con nghe thập thình tiếng cối, mẹ ngồi ra gạo ru con. Lạy trời đừng giông đừng bão, cho nồi cơm mẹ đầy hơn. Con nghe dập dờn sóng lúa, lời ru hóa hạt gạo rồi. Thương mẹ một đời khốn khó, vẫn giàu những tiếng ru nôi. Áo mẹ bạc phơ bạc phếch, vải nâu buộc mối chỉ sờn. Thương mẹ một đời cay đắng, sao lời mẹ vẫn thảo thơm. Thời gian chạy qua tóc mẹ, một màu trắng đến nôn nao, nưng mẹ cứ còng dần xuống, cho con ngày một thêm cao. Như vậy, từ khổ 3 cho đến khổ thứ 7, tức là năm khổ thơ tiếp theo, là theo thời gian mẹ ngày càng già đi. Sự vất vả của mẹ theo thời gian khiến mẹ ngày càng già đi. Rồi khổ thơ cuối cùng, mẹ ơi trong lời mẹ hát, có cả cuộc đời hiện ra. Lời ru chắp con đôi cánh, lớn rồi con sẽ bay xa. Thì khổ thơ 8 là niềm tin về tương lai của người con. Chính những lời ru của người mẹ đã chắp thêm đôi cánh, chắp thêm niềm tin về tương lai cho người con. Như vậy chúng ta tổng hợp lại là bài thơ chia làm 3 phần. Phần 1, hai khổ thơ đầu, lời ru của mẹ chứa những kỷ niệm tuổi thơ. Phần 2, năm khổ thơ tiếp theo thời gian mẹ ngày càng già đi. Phần 3 là khổ thơ cuối, niềm tin về tương lai của người con. Rồi nét độc đáo của cách bố cục ấy là gì? À, nét độc đáo ở đây là giúp người đọc có cái nhìn tổng quát, biết bài thơ có mấy phần và vị trí ranh giới từng phần trong bài thơ. Câu 3 là kem chỉ ra nét đặc sắc trong các hình ảnh chồng chành nhịp võng ca dao và vầng trăng mẹ thời con gái vẫn còn thơm ngát hương cau. À, chồng chành nhịp võng ca dao, câu thơ gợi về thế giới tuổi thơ và tình thương yêu của mẹ cho con những tháng năm ngọt ngào như cổ tích. Còn vầng trăng mẹ thời con gái vẫn còn thơm ngát hương cau, hình ảnh vầng trăng nhắc tới thời trẻ của mẹ vẫn còn thơm ngát hương cau. Tác giả sử dụng hình ảnh nhân hóa để tô đậm lên hình ảnh của mẹ lúc trẻ, là lúc mẹ xinh nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất, và chính cái thời gian và sự hy sinh cho con đã khiến mẹ già đi mỗi ngày. Câu 4, em hình dung thế nào về hình ảnh người mẹ được miêu tả từ khổ thơ thứ 3 đến khổ thơ thứ 7? Cách khắc họa hình ảnh người mẹ có gì độc đáo? À, hình ảnh người mẹ được tác giả khắc họa khiến cho ai đọc cũng không khỏi ngậm ngùi. Người mẹ trong văn bản cũng giống như tất cả những người bà mẹ ngoài đời thực, luôn yêu thương con vô bờ bến, nâng niu, chắt chiu, dành dụm để con có một cuộc sống đầy đủ nhất. Hy sinh tất cả vì con, mong con lớn khôn nên người. Rồi cách khắc họa hình ảnh người mẹ có gì độc đáo? À, cách khắc họa độc đáo ở đây là sử dụng biện pháp nhân hóa để khắc họa sự khổ cực của người mẹ qua thời gian. Rồi dùng nghệ thuật tương phản, lưng mẹ còng xuống, con thì thêm cao. Câu 5. Vần trong bài thơ là vần cách hay vần liền? Dựa vào đâu để xác định như vậy? Rồi các em biết là nói về vần, thì bên cạnh cách phân loại vần như là vần chân, vần lưng, chúng ta đã học ở ngữ văn lớp 7. Thì vần trong thơ còn được phân loại thành vần liền và vần cách. Vần cách tức là thuộc vần chân. Vần liền là trường hợp tiếng cuối của hai dòng thơ liên tiếp vần với nhau, còn vần cách là trường hợp tiếng cuối ở hai dòng thơ cách nhau vần với nhau. Vậy chúng ta xác định xem là tiếng cuối của hai dòng thơ liên tiếp vần với nhau hay là tiếng cuối của hai dòng thơ cách nhau vần với nhau. Chúng ta cùng quay trở lại bài đọc. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào.
đưa con đi cùng đất nước, tròng trành nhịp võng ca dao, ngào với dao vần với nhau. Như vậy đây là vần cách đúng không? Con gặp trong lời mẹ hát, cánh cò trắng rải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Ở đây vần xanh và vần chanh vần với nhau. Như vậy ở đây là vần cách đúng không? Cách một dòng. Rồi như vậy các em trả lời, vần trong bài thơ là vần cách, dựa vào tiếng cuối ở hai dòng thơ cách nhau vần với nhau, như là ngào với dao, xanh với chanh. Rồi như vậy bài này thầy giáo chia làm hai tiết, các em có thể theo dõi tiếp phần sau, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.